Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2024, thứ hai mùa thường niên, năm chẳng. Tết sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia, người Tisbe, thuộc miền Galaad, tàu vua Akab rằng, có Chúa là đấng hàng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhang trong những năm sắp tới sẽ không có sương mà cũng không có mưa nếu tôi không ra lệnh. Và chúa đã phán cùng Elia như sau: ngươi hãy bỏ nơi này đi về hướng đông và ẩn náu tại suối Carib ở phía đông sông Jordan, nơi đây ngươi sẽ uống nước suối và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi. Vậy ông chạy đi và làm như lời Chúa dạy. Ông đến ẩn náu tại suối Carit ở phía đông sông Jordan. Sáng sớm, quả đem cho ông bánh và thịt. Ban chiều, quả cũng lại đem cho ông bánh và thịt. Và ông uống nước suối. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ơn phụ trợ của tôi do nơi danh chúa, Là đấng đã tạo thành đất với trời. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, Ơn phụ trợ cho tôi sẽ từ đâu băng tới. Ơn phụ trợ của tôi do nơi danh chúa, Là đấng đã tạo thành đất với trời. Ơn phù trợ của tôi do nơi danh chúa Là đấng đã tạo thành đất với trời Người chẳng để cho chân người siêu te Đấng bảo vệ ngươi Người chẳng có ngủ say Kìa đấng bảo vệ Israel Người không thiếp giấc không ngủ say ơn phù trợ của tôi do nơi danh chúa là đơn đã tạo thành đất với trời chúa sẽ bảo vệ thân ngươi chúa là đơn che chở ngươi ở bên tay hưu mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm ơn phụ tra của tôi do nơi danh chúa là đấng đã tạo thành đất với trời chúa sẽ gìn giữ người khỏi mọi điều tai biên người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi khi tới ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời ơn phụ trợ của tôi do nơi danh chúa là đấng đã tạo thành đất với trời an lê lui gia lạy chúa xin hài phan vì tôi tơ chúa đang lăn tay nghe chúa có lời ban sự sống đời đời an Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa phúc cho những ai ăn ở thuận hòa vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa phúc cho những ai bị bất hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ phúc cho các con khi người ta ghen ghét bất hại các con và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy. Đó là lời, chua. lời Chúa, Lấy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Lấy hiền lành trừ bạo lực. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Mất theo chương 5, câu 4 Suy niệm Đã bao lần chúng ta cảm thấy khó chịu trước những lời dạy này của Chúa Nào là đừng chống cự lại người ác Ai vả má bên phải thì giờ cả má trái Nào là phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đại anh em phải chăng ngày dạy chúng ta sống một cách hèn nhát, khiếp nhược, đầu hàng trước bạo lực sự ác bạn cứ thử đặt mình trong bối cảnh của thời đại chuộng bạo lực này thì sẽ rõ nếu người ta tấn công chúng tôi bằng cách nổ bom tự sát thì chúng tôi dùng tên lửa sang bằng cả một khu phố bị tình nghi chứa chấp khủng bố nếu chúng tôi bị tấn công ở đây thì chúng tôi sẽ trả đũa gấp nhiều lần ở nhiều nơi khác giết hại thật nhiều người hơn. Và cứ như thế, người ta không bao giờ có thể lần ra đầu mối cái vòng lẫn quẩn của bạo lực đó, bắt nguồn từ đâu và đến bao giờ nó mới kết thúc. Muốn chấp dứt dây chuyền bạo lực đó, phải có người dám nhận lấy phần thiệt về phía mình, dám bắt đầu chấm dứt nó ngay nơi chính mình. Đức Giêsu Kitô đấng hiền lành vô tội đã dám làm và làm được điều đó khi Ngài gánh chịu nỗi bất công lớn lao nhất khi vắt thập giá, chịu đóng đinh, chịu chế trên thập giá đó. Bạn nhớ đó, trên thập giá Đức Giêsu đã tiêu diệt sự thù ghét. Efeso chương 2 câu 16 Sống lời Chúa Mỗi khi bị ai xúc phạm bất cứ cách nào, tôi trả đũa bằng một việc bác ái một lời cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện, lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương đáp lại hận thù, biết tha thứ khi con bị xúc phạm, dám chịu phần thiệt về mình, để góp phần với Chúa tiêu diệt sự thù ghét trên trái đất này. AMEN Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày Hãy làm chủ chính mình một tác giả nọ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một nhà trí thức, một thương gia và một quan đầu tỉnh bị quân cướp tấn công nhân một cuộc hành trình giữa sa mạc. Sau khi đã đánh đập, bọn cướp bỏ ba người dở sống dở chết bên lề đường. Tuy nhiên, ba người cũng cố gắng lê bước để tìm đến túp lều của một vị ấn sĩ sau khi đã băng bó các vết thương cho ba người vị ẩn sĩ mới nói với họ thúc lều của tôi quá nhỏ mùa đông lại sắp đến xin mỗi vị cố gắng làm riêng cho mình một căn lều để trú ẩn nghe thế cả ba người bộ hành đều chống chế vì họ chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình mà thôi vị ẩn sĩ mới cho họ biết rằng tuyết đã bắt đầu rơi và không còn một lối thoát nào có thể giúp họ ra khỏi vùng sa mạc. Nhưng làm thế nào để tự mình có thể dựng cho mình tấp lèo? Nhà trí thức thì than phiền rằng mình không có sách vở trong tay. Thương gia thì quả quyết rằng cả đời mình chỉ biết đếm tiền và giao dịch. Còn viên đầu tỉnh thì cho rằng ông không thể làm việc gì mà không có thuộc hạ. Nhưng nước đến trồn rồi thì cũng đành phải nhảy. Không còn lý do gì để khước từ, cả ba người đành phải bắt tay vào dựng riêng cho mình căn lèo. Khi họ vừa hoàn thành tấp lèo thì mùa đông cũng vừa đến. Trong suốt mùa đông dài, họ không còn biết làm gì hơn là ngồi bên bếp lửa để ôn lại chuyện quá khứ vị ẩn sĩ thỉnh thoảng cũng xen vào câu chuyện để góp ý và an ủi ba người bất hạnh đông tàn xuân đến ba người bộ hành muốn lên đường trở về tức khắc nhưng lòng tốt và tình bạn của nhà ẩn sĩ không nỡ để họ ra đi thành ra họ đành ở nán lại một thời gian để giúp ông này cày sớ và gieo trồng cũng như chăm sóc gia súc và rồi khi ánh nắng xuân chiếu tỏa giữa sa mạc họ cũng ở lại thêm một thời gian để ngắm cảnh thiên nhiên một ngày nọ vị ẩn sĩ mới thắc mắc như sau tôi không còn nghe các ông nói đến sách vở công việc làm ăn và những người thuộc hạ nữa có chuyện gì xảy ra cho các ông không cả ba người đều giữ thanh lặng vị ẩn sĩ mới nói tiếp Tôi xin phép được trả lời cho các ông nhé. Trước kia các ông có một ông chủ. Ông chủ của các ông có tên là sách vở, là tiền bạc, là các thuộc hạ. Giờ đây các ông cũng giống như chó lạc mất chủ. Các ông cảm thấy tự do, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn là các ông nên trở về với sách vở, với tiền bạc, với thuộc hạ của các ông. Trở về nhưng không với tư cách là nô lệ nữa. Các ông hãy là chủ chính mình, và nếu các ông muốn có một người chủ luôn để cho các ông tự do hoàn toàn, xin hãy nhớ đến tôi và chủ của tôi. Lục soát cho kỹ lưỡng trong lương tâm có lẽ ai trong chúng ta cũng phải thú nhận rằng mình là nô lệ của rất nhiều ông chủ. Có ông chủ mang tên là một ý thức hệ kiên cố đang trói buộc đôi cánh tư tưởng của chúng ta. chúng ta bị giam hãm trong vòng nô lệ đến độ không dám đưa chân bước ra khỏi vòng tròn mà ý thức hệ đó đã vẽ sẵn: có một ông chủ mang tên là những định kiến đối với cuộc đời, đối với xã hội, đối với con người mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ mà chúng ta luôn chụp xuống trên người khác có lẽ cũng là hàng rào kẽm gai mà chúng ta quanh tròn xung quanh chúng ta để mãi mãi chỉ mang lấy một cái nhìn hẹp hòi ích kỷ có ông chủ là những thói quen xấu mà chúng ta tích lũy như một pháo đài kiên cố để không muốn rời một bước có ông chủ là một thứ tôn giáo vụ hình thức trong đó chúng ta cố gắng tô vẽ cho mình một bộ mặt đạo đức nhưng kỳ thực lại hoàn toàn xa lạ với tin mừng của chân lý và tự do đích thực mỗi người chúng ta cần phải rời bỏ những ông chủ quen thuộc để đi vào trong túp lều nhỏ bé nhưng chính do chúng ta cố gắng tự tạo ra nơi sa mạc của cõi lòng chúng ta sẽ gặp được chính chúa là ông chủ đích thực của chúng ta có trút bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống chúng ta mới cảm thấy được ngài chiếm ngự và lúc đó chúng ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã hứa phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Bài Tích sách lẽ sống